Trâm ơi. Trâm. Dạ. Trâm ơi. Nhà thầy lẩu quá. Dạ, mày mới về. 2 giờ mấy rồi? 2 giờ mấy rồi, nào con bán nó dở. Sáng xíu anh đi mua cho. Nhưng mà em muốn ăn bây giờ. Ê, lão gì? Ủa, lão anh đâu? Giờ này đó hai còn lão ở đâu? Nhưng mà cái này anh thấy lão này cũng là lão nè. À, lão tự sôi hả? Lạ vậy? Anh thấy nó cũng hấp dẫn quá, ăn thử không? Chứ giờ này khuya 2-3 giờ khuya đâu phải lão nữa. Tại vì cái lão ăn được rồi, anh thấy là lẩu tự sôi, bắp bò riêu cua tự sôi trong 12 phút. Đây có cách nấu nha. Xé các gói nguyên liệu, có 10 khoai tây, topping bắp bò và nấm. Có bắp bò luôn hả? Bắp bò luôn. A few moments later. Chờ trong 12 phút. Chờ đi 12 phút nữa. Thôi chạy đi 12 phút một cái lẩu ăn. Mở nắp cẩn thận, trộn đều và đừng thức lẩu thôi. Lẹ. Đây, lẩu được sao rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị trong cái khay trắng trước. Đúng rồi. Xong rồi mình mới chuẩn bị khay đen sau. À, này, lẩu một người ăn. Thấy không? Nó cho một cây muỗng hay một cây đũa. Đó, cái bịch giỡn tự soi, cái bịch tự soi. Đây, bịch tự soi nè mọi người ơi. Rồi, giờ mình sẽ coi trong đây có cái gì. Ờ, sao bây giờ? Mì ông bà chi, khoai tây. Wow, bắp bò. Có bò, có nấm, có bắp. À, bắp là trái bắp. Trái bắp, đỡ là cái bắp bò mà. Theo là tớp binh. Wow, đậu hũ. Trong cái hồng hoa, cái cua vậy. Ê, tiếp theo là riêu cua. Chắc không có nguyên bản nữa. Nè, riêu cua cà chua. Ôi. Riêu cua thật. Riêu cua thật mà. Sốt gia vị lẩu. Sốt gia vị lẩu. Sốt cà chua. À, sốt nó màu sữa sữa. Rồi, còn đây là sốt cà chua. Sốt cà chua. Ừ, giống màu dầu điều. Xong một cái tô nó như vậy. Gói này là 99.000 nha mọi người. Mình sẽ chế nha mọi người. Thôi, nhìn hấp dẫn quá. Ghi hiểm quá. Sao này nghe ghê, nãy đọc ghê quá mọi người ơi. Sáng nha, thấy này chưa? Nóng, cái tính chất vật lý của nó là giống như dán ấm chân đồ không? Tính chất nó cũng giống vậy. Nóng rồi nè, quá trời nóng hổi luôn. Quá trời sôi, quá trời sôi. Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Đủ 12 phút rồi chờ mưa. Ui. Nào giờ ăn thử rồi. Ê, không á vậy, mấy miếng thử miếng là thơm cua quá trời thơm luôn. Rồi. Đi nghe mùi cái hết buồn ngủ luôn á. Ăn thử miếng thịt bò nha. Được á, nếu mà so với miếng thịt bò tươi thì nó không bằng rồi. Đúng nhưng mà đóng gói thì là nó ngon. Đây. Ăn cái chồng. Ừ, dạ. Ăn đây là mốt chan chán nè. Dạ, nha đây. Thôi, đây là mốt chan chán nè. Hai. Trời ơi, căng kỹ à nè. Đội xương, đội mùi xương đi mua cho vợ mà dễ gì vậy. Nè, cho chồng cục găng bò luôn nè. Trời, có găng bò luôn chị. Cho mày ăn đi. Găng chắc khỏe. Mà cái muỗng này đi. Thử có ngon như vợ nói. Ngon. Ngon lắm mới được ăn, cái bún là chất lượng luôn á. Thứ hai là giờ sáng mình chưa nấu mình lẩu ăn chắc mình biến ha. Nói chung là cái vị của nó vừa phải ha. Vừa phải. Mà nó thêm cái vị hơi the the nhẹ nhẹ tăng tăng á. Ăn nó cuốn. Đúng chắc ăn lẩu. Wow.
Ni cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng vạn những video ngoài kia nha.